Thì hai lúa mới vừa đến cái khu của người Việt Nam mình á, cái khu mà để mà cho chợ búa hay là làm những cái việc lặt vặt gì đó, những cái dịch vụ linh tinh đó các bạn. Thì bây giờ á hai lúa đang đi gửi quà. Thì các bạn cũng biết rồi, nếu mà hai lúa gửi cái bánh trung thu mà từ Mỹ về tới Việt Nam á thì cái bánh trung thu nó hết hạn, thì thành ra hai lúa đã được phép của một người YouTuber ở Việt Nam đồng ý đồng hành cùng với hai lúa để làm một cái clip nho nhỏ phát quà, phát bánh trung thu cho các trẻ em nghèo ở quê nhà nhân dịp Tết Trung thu năm nay. Thì hai lúa không có gửi bánh trung thu về, mà hai Hai lúa xin chào mọi người nha. Chào mừng các bạn trở lại kênh của Hai Lúa. Hôm nay là sáng Chủ nhật tháng 9 ngày 8 tây 2019. Thì cũng như các bạn đã biết thì sắp đến Tết Trung thu rồi. Gần 30 cái Tết Trung thu Hai Lúa xa quê hương chưa được nếm mùi ăn Tết Trung thu gần 30 năm ở xứ người. Thì hai lúa lúc nào cũng nhớ về cái thời tuổi thơ ấu, và nhất là những em mà nhà nghèo có hoàn cảnh khó khăn thì gia đình không có đủ điều kiện để mua bánh trung thu để ăn, không có đủ điều kiện để mà mua lồng đèn để cho đốt lồng đèn để đi ăn Tết Trung thu. Cho nên hôm nay hai lúa xin mạn phép làm một cái clip nho nhỏ này để chia sẻ với các bạn cái nỗi tâm tư, cái nguyện vọng của mình. Đó là hôm nay hai lúa sẽ làm một cái việc nho nhỏ nhé các bạn, tức là hai lúa có một chút tấm lòng thành gửi về quê hương để giúp các em nghèo khó có những cái bánh trung thu để ăn Tết trong cái dịp trung thu năm 2019 này. Thì một tí xíu nữa hai lúa sẽ đi gửi một cái món quà nho nhỏ về cho một YouTuber ở Việt Nam. Chút xíu nữa hai lúa sẽ bật mí cái người YouTuber đó nha. Thì hai lúa sẽ cùng với cái YouTuber đó sẽ phát bánh trung thu, làm một món quà nho nhỏ cho các em nghèo ở quê nhà để các em có bánh trung thu mà ăn Tết trong cái dịp Tết Trung thu năm nay. Tí xíu nữa hai lúa sẽ đi gửi quà và hai lúa sẽ quay lại cái cảnh gửi quà về cho người YouTuber đó nha. Mời các bạn theo dõi cái clip nha. Hai lúa xin chào mọi người nha. Bây giờ thì hai lúa đang chuẩn bị để mà đi gửi quà. Hai lúa có một chút xíu quà để gửi về cho các em nhỏ ở quê nhà để giúp đỡ các em nhỏ nghèo khó có một cái Tết Trung thu an lành và vui vẻ. Thì mình và một người YouTuber ở Việt Nam bí mật nha, chút xíu nữa mình sẽ bật mí cho các bạn biết ai là người YouTuber đó nha. Các bạn nhớ ủng hộ kênh của người YouTuber mà hai lúa sắp bật mí nha. Sẽ hợp tác với nhau để làm một cái clip nho nhỏ phát bánh trung thu cho các trẻ em nghèo ở quê nhà. Mời các bạn theo chân của hai lúa để đi gửi quà về Việt Nam nha. Hai lúa xin chào mọi người nha. Thì bây giờ hai lúa đang trên đường đi gửi quà. Thì mời các bạn xem hết cái video để coi hai lúa đi gửi quà ở đâu, gửi quà gì và cái người YouTuber bí mật ở Việt Nam là ai. Mời các bạn theo dõi và theo chân của hai lúa nha. Ok, hi everybody. Coi. Đây là bà xã của hai lúa. Đây là bé. Hai đi. Em kìa. Ok. Real hai coi. Ok. Mát hai coi.
Ok, bây giờ thì mời các bạn theo chân của hai lúa nha. Hai lúa xin chào các bạn nha. Thì hai lúa mới vừa đến cái khu của người Việt Nam mình á, cái khu mà để mà cho chợ búa hay là làm những cái việc lặt vặt gì đó, những cái dịch vụ linh tinh đó các bạn. Thì bây giờ á, hai lúa đang đi gửi quà. Thì các bạn cũng biết rồi, nếu mà hai lúa gửi cái bánh trung thu mà từ Mỹ về tới Việt Nam á, thì cái bánh trung thu nó hết hạn. Thì thành ra hai lúa đã được phép của một người YouTuber ở Việt Nam đồng ý đồng hành cùng với hai lúa để làm một cái clip nho nhỏ phát quà, phát bánh trung thu cho các trẻ em nghèo ở quê nhà nhân dịp Tết Trung thu năm nay. Thì hai lúa không có gửi bánh trung thu về, mà hai lúa gửi một chút ít tiền về để người YouTuber đó lấy tiền mua bánh trung thu để làm quà cho các trẻ em nghèo ở quê nhà. Bây giờ thì hai lúa đang đứng trước cửa tiệm gửi tiền. Đây. Cái tiệm gửi tiền này là nó cũng nổi tiếng ở bên Mỹ nha các bạn. Đó là cái dịch vụ gửi tiền về Việt Nam mà nổi tiếng ở bên Mỹ này, dành cho các Việt kiều ở Mỹ. Bây giờ thì hai lúa sẽ vào gửi một tí xíu tiền các bạn, của ít lòng nhiều nhé. Đây chỉ là những cái chia sẻ của hai lúa. Hai lúa muốn gửi một chút xíu quà về làm quà cho các em nghèo khó ở quê nhà nhân dịp Tết Trung thu. Mời các bạn theo dõi cái gửi tiền ở Mỹ như thế nào nha. Hello các bạn nha. Thì bây giờ thì hai lúa sẽ chia sẻ với các bạn cái cách gửi tiền về Việt Nam như thế nào nha. Thì trước nhất là mình sẽ điền một cái đơn, tên người gửi, tên người nhận. Thì bây giờ hai lúa sẽ bật mí cái người bí mật YouTuber đó là ai, để mà đồng hành cùng với hai lúa để làm cái clip từ thiện phát quà, phát bánh trung thu cho trẻ em nghèo nha. Các bạn có biết cô Duyên không? Cái kênh của cô Duyên có cái tên là Bà Duyên Vlog. Bà Duyên Vlog nha các bạn. Các bạn nên vào ủng hộ cái kênh của bà Duyên Vlog. Thì cô Duyên sẽ là người đồng hành cùng với hai lúa để làm một cái clip phát bánh trung thu cho trẻ em nghèo ở quê nhà. Các bạn nhớ đón xem cái clip của bà Duyên Vlog nha. Thì hai lúa không thể nào mà gửi bánh trung thu về tới Việt Nam được, thành ra hai lúa sẽ gửi tiền. Và cái số tiền này nho nhỏ thôi, một chút ít lòng thành của hai lúa. Thì hai lúa sẽ làm những gì trong cái khả năng của mình, cho dù hai lúa chưa được lãnh lương từ Google, nhưng mà đây là cái tiền từ cái công việc làm của hai lúa. Hai lúa sẽ làm những cái việc gì trong khả năng của mình để làm từ thiện giúp trẻ em ở quê nhà. Mời các bạn nhớ đón xem cái clip của bà Duyên Vlog nha. Bây giờ thì mình đã điền xong tên của mình và tên của bà Duyên rồi, bây giờ mình sẽ gửi tiền nhé các bạn. Thì bây giờ hai lúa đã gửi quà xong rồi. Nếu các bạn thích video thì các bạn bấm like và nhấn nút đăng ký và chia sẻ các clip giùm hai lúa nha. Một lần nữa, hai lúa chúc các bạn một cuối tuần an lành và hạnh phúc bên người thân và bạn bè. Các bạn nhớ ủng hộ hai lúa nha. Những cái mà chi tiết trong cái clip này là chủ yếu là hai lúa chia sẻ nha, chứ không muốn đụng chạm đến bạn nào. Nếu có nói gì sai thì các bạn bỏ qua cho hai lúa nha. Hẹn các bạn lại cái clip sau. Bye bye các bạn nha. Nhớ đón xem cái clip trong kênh của bà Duyên Vlog, phát bánh trung thu cho trẻ em nghèo nha các bạn. Bye bye nha.